Đi chơi đêm, cô gái quay clip cho từng người tự giới thiệu để mẹ yên tâm. Bậc làm cha làm mẹ ai cũng muốn điều tốt nhất cho con cái. Cũng vì vậy mà một số phụ huynh thường sẽ có những quy tắc khác nhau đặt ra cho con, với mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn bảo vệ những đứa trẻ của mình, dù là ở độ tuổi nào đi nữa. Như trường hợp của cô nàng trong clip này đây, muốn xin phép đi chơi khuya, cô gái phải quay clip tất cả hội bạn của mình tại buổi tiệc, cam kết về đúng 11 giờ thì phụ huynh ở nhà mới yên tâm cho đi. Không những điểm danh, cả nhóm còn chào hỏi đầy đủ và vô cùng lễ phép. Quả là hội bạn uy tín. Câu chuyện sau khi được chia sẻ rộng rãi đã thu hút được rất nhiều ý kiến bình luận, đặc biệt là của những bạn trẻ. Một số bình luận của dân mạng: tôi là con trai mà đi đâu cũng 10 giờ phải về đến nhà, đi đâu làm gì ở đâu cũng phải báo cáo cho bố đây. Hình ảnh mình đâu đó quanh đây, con gái quá chén rất dễ gặp nguy hiểm, ba mẹ đặt ra quy tắc rất đúng để bảo vệ con cái mình thôi. Hồi bạn uy tín, có khi xin đi thì không cho, bảo nó đi với bạn thân thì mẹ cho luôn. Chị tôi chất lắm, bảo bố mẹ là đi học thêm từ 7 giờ đến 9 giờ xong, lúc tìm thì thấy ở quán ốc ăn ngon lành. Tôi đi chơi 10 rưỡi phải về, có lần về muộn bị khóa cổng phải dùng chiến thuật B là treo tường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký Tình Mới Online để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.